Thưa quý vị, Nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới nhận định một bộ phận cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu, năng lực, phẩm chất, uy tín hạn chế, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Để khắc phục tình trạng này và để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, có hiệu quả, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải thực hiện trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của mình bằng những hành động, việc làm cụ thể. Thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống. Nói nhiều, làm ít. Nói không đi đôi với làm. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu không gương mẫu trong nhận trách nhiệm và ý thức tự chịu trách nhiệm. Còn có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho cấp dưới, cho cơ chế, hoàn cảnh. Là những biểu hiện không khó để bắt gặp trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay. Đây cũng là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng cán bộ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật có xu hướng tăng lên trong những năm qua. Rất nhiều đồng chí chúng ta vì đặt cái tôi lên trên cái ta, thành dẫn đến những tiêu cực. Và từ dẫn đến tiêu cực đó, nó dẫn đến tình hình là cái nêu gương, cái phẩm chất đạo đức vốn có của người Cộng sản, nó mất dần đi. Và một loạt những hiện tượng xã hội mới, thí dụ như gì, chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy luân chuyển, vân vân, nó biểu hiện mặt trái của cơ chế thị trường và dẫn đến tình hình hiện nay. Trên thực tế, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được đề cập từ lâu, đề cập nhiều lần. Đảng ta đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đó là một trong những nội dung phương pháp quan trọng để Đảng phát huy vai trò, sứ mệnh của mình là thực hiện đồng bộ các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Bác Hồ đã nói rồi, một tấm gương sống còn hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền. Chỉ cần một hành động nêu gương, một hành vi nêu gương, một sự việc nêu gương, gương mẫu của người lãnh đạo thì nó có sức lan tỏa rất lớn. Nêu gương nó không chỉ còn là một nhiệm vụ của người đảng viên mà nó còn là một phương thức lãnh đạo của Đảng. Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, luôn luôn là tấm gương mẫu mực về tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm. Với người, nêu gương không chỉ hô khẩu hiệu, không chỉ nói miệng mà phải bằng hành động, việc làm. Thực tế cũng cho thấy muốn dân tin điều Đảng, một lòng một dạ đi theo Đảng, cần bắt đầu từ những con người, hành động cụ thể. Tất cả cán bộ đảng viên đều phải nhận thức và quán triệt sâu sắc những cái nội dung trong quy định. Cả ba cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng ở Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đều ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, mà đặc biệt nhấn mạnh là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Giáo dục đạo đức cách mạng. Mà cái giáo dục đó thì cái quan trọng nhất là mỗi đảng viên phải tự giáo dục và thực hiện tốt cái phương châm phê bình, tự phê bình và tất cả như vậy, nguyên tắc tập trung dân chủ. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng khẳng định nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Đảng trước nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, muốn hướng dẫn dân, làm cho dân tin, dân nghe mình, phải làm mực thước hay chính là nêu gương tốt, lan tỏa hữu xạ tự nhiên hương để mọi người bắt chước, làm theo.